xuất hiện ngày bùng nổ theo đà ngay tuần đầu giao dịch của năm 2023. Bên cạnh đó thì ngân hàng nhà nước đã giảm cường độ hút tiền. Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý là Dow Jones giảm hơn 300 điểm sau một thông tin tích cực. Tại sao lại có điều này? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình. <laughs> Xin kính chào các quý nhà đầu tư. Chúng ta vừa kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của năm mới 2023. Và thưa anh ca, theo tôi thấy như thường lệ thì những cái sự khởi đầu mới thì thường mang lại rất là nhiều cái kỳ vọng này, rồi sự tích cực. Vậy thì không biết là cái tuần giao dịch đầu tiên này có mang tới sự khởi sắc cho tâm lý của các nhà đầu tư không ạ? Trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2023 thì thị trường đã có diễn biến tương đối là tích cực khi mà chúng ta để thấy được VN index tăng điểm là 4,4% thì nó khá tương đồng với cả diễn biến của một số thị trường như là Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc, đặc biệt là thị trường Hồng Kông chỉ số Hang Seng là tăng 6%, thì các các thông tin về thị trường này thì nó vẫn là liên quan nhiều đến việc là Trung Quốc mở cửa. Nếu mà nhìn vào tổng kết của diễn biến tuần vừa rồi thì bên cạnh cái việc là chỉ số tăng 4,4%, chúng ta thấy được là giá trị giao dịch thì giảm 12%. Tuy nhiên, vì là trong tuần vừa rồi thì là chúng ta nghỉ ngày thứ hai nên là tính trung bình khớp lệnh mỗi phiên thì là vẫn tăng nhẹ khoảng hơn 1%. Đặc biệt trong đó thì có một ngày giao dịch khá là đặc biệt đó chính là ngày giao dịch đầu tiên của năm 2023, ngày thứ ba. Thì trong phiên ngày thứ ba thì VN đây đã tăng điểm rất tốt và có dòng tiền vào thanh khoản ngày hôm đó tăng rất là tốt. Thì theo đánh giá của tôi thì đây là một ngày mà theo quan điểm kỹ thuật đó là một ngày gọi là bùng nổ theo đà khi nó tiếp nối cái phiên ở tuần trước. À, theo định nghĩa một số bên thì cái ngày bùng nổ theo đà sẽ là một ngày mà chỉ số tăng từ mức hơn 1,5% trở lên và có khối lượng khớp lệnh lớn hơn phiên gần nhất thì ngày thứ ba thì là một ngày mà cái độ tăng là thỏa mãn được cái biên độ tăng tuy nhiên thì nó là một điểm chưa được ổn lắm chưa chưa là tích cực lắm đó là việc là cái khối lượng ngày hôm đó thì cũng nhỉnh hơn phiên ngày hôm trước nhưng không phải là một phiên bùng nổ theo đà mạnh khi mà cái giá trị khớp lệnh ngày hôm đó thì chưa tăng được nhiều hơn so với cả giá trị trung bình của 30 ngày hay 50 ngày và thông thường với một phiên bùng nổ theo đà thì chúng ta thấy được đó là thường là sau đó khoảng T 1 hoặc T 2 thì thường là thị trường sẽ có diễn biến khá là tích cực và điều đấy là điều mà chúng ta có thể thấy được ở trong viên lách trong tuần vừa rồi khi mà chúng ta nhìn vào thì hầu hết các nhóm ngành thì các cổ phiếu thì cũng rất nhiều cổ phiếu tăng điểm Đặc biệt trong đó thì có thể thấy được là cái cổ phiếu mà đóng góp nhiều nhất cho Vindex chính là Vietcombank. Khi mà tăng đã tăng hơn 5% trong tuần vừa rồi, đóng góp gần 5 4,9 điểm cho Vindex Tiếp đến là các mã như là BIDV, Sabeco, VIX, VHM, Hòa Phát, Vinamilk, Vibank ở chung hầu hết các mã trụ trên thị trường, đặc biệt là nhóm ngân hàng thì đều tăng rất là tốt. À, về phía các cổ phiếu giảm điểm thì chúng ta nhìn thấy ở trong các cổ phiếu này thì hầu hết đều là các cổ phiếu có mức vốn hóa ở mức trung bình trong đó chỉ có hai cổ phiếu trong vn 30 đó là Vietjet và Novaland là có mức giảm cũng không phải quá nhiều nhưng Vietjet là giảm hơn 1,5% và Novaland là giảm 2,86%. Nếu mà nhìn về các nhóm ngành thì có hầu như các nhóm ngành cũng đều tăng điểm, chỉ có một số nhóm ngành giảm điểm mà mức độ giảm cũng rất là thấp chỉ khoảng 0,3 0,4% đó là nhóm ngành y tế du lịch và giải trí trong đó thì du lịch chính là nhóm ngành mà có Vietjet là Vietjet giảm điểm ở trên như tôi đã nói thì làm cho nhóm ngành giảm hàng cá nhân và gia dụng giảm 0,42%. sau đây là mã PNG được tính là hàng cá nhân thì mã này trong tuần vừa rồi cũng giảm. Các cổ phiếu bán lẻ cũng tăng nhẹ như là thế giới động cũng tăng khá là nhẹ và nếu mà nhìn tích cực nhất trong thị trường tuần vừa rồi thì không thể kể đến là các nhóm tiêu biểu như là nhóm dầu khí có mức tăng lên đến, đến gần 9%, Một Con số rất là đẹp. À, ví dụ của các cổ phiếu này chúng ta thấy là trong tuần vừa rồi có Gas, PLX, PVD, nói chung là các cổ phiếu các cổ phiếu ngành dầu khí thì đều tăng rất là tốt. Và nhóm ngành tiếp theo là tài nguyên cơ bản với các cổ phiếu ngành thép như là Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen cũng tăng tốt. Và nhóm ngân hàng nhóm trụ chính của thị trường cũng có mức tăng điểm khá là ổn. Về thị trường thì ở đây có một nếu nói thêm về thị trường thì có thể nói là trong cái tuần vừa rồi thì có một nhóm ngành mà không được phân vào trong cái bảng theo mã ngành này của tôi mà đó chính là nhóm ngành dầu đầu tư công tiêu biểu là chúng ta thấy được các cái mã một số mã như là vật liệu về xi măng hoặc là một số mã như là HHV đều có mức tăng điểm rất tốt ngay từ đầu tuần đầu phiên sáng thứ ba tức là phiên giao dịch đầu tiên của năm nhóm này nhóm cổ phiếu này đã có dòng tiền rất là lớn vào và kéo trần ngay từ sáng nếu chúng ta nhìn lại vào cái phiên thứ ba vừa rồi thì là vào buổi sáng thì thị trường khá là linh sinh và chỉ có nhóm đầu tư công là nhóm có thể nói là dẫn sóng ở cái đợt này khi mà họ đẩy trần với lực mua rất là lớn ngay từ sáng câu chuyện chỉ bắt đầu vào buổi phiên chiều càng về cuối phiên thì là dòng tiền đổ vào và kéo gần như là nó là như tôi nói trên là phiên bùng nổ heo đà thì các cổ phiếu dòng tiền vào và đội đẩy vào các trụ của thị trường như là ngân hàng rồi bất động sản nó đẩy cổ phiếu lên trần nhưng mà đầu tư công mới là điểm sáng của thị trường trong tuần vừa rồi khi mà đẩy dòng tiền vào rất là mạnh có thể nói là nhà đầu tư đang kỳ vọng ở việc đó là vào năm mới khi mà chúng ta đều biết là đầu tư công là bị đình trệ cái quá trình giải ngân thì không đạt kế hoạch trong năm 2022 và các nhà đầu tư đang kỳ vọng là vào năm 2023 thì sẽ nhà nước sẽ đẩy mạnh cái việc là giải ngân các dự án của nhà nước thì là cái dòng tiền đang đổ vào các dòng cổ phiếu này rất là nhiều. Về các bên thị trường thì chúng ta có thể thấy được đó là khối ngoại vẫn tiếp tục mua dòng khi mà họ mua dòng tổng trong tuần vừa rồi là 1719 tỷ và trung bình là mỗi phiên lanh quanh họ mua dòng tầm khoảng 3 400 tỷ. Ở phía tự doanh thì ngược lại là gần như tự doanh dấu ấn của tự doanh trong tuần vừa rồi thì khá là mờ nhạt khi mà họ chỉ mua dòng 38 tỷ một con số khá là bé so với cả thị trường. Và chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào cái diễn biến của các bên với ở các nhóm ngành thì thấy được một điều rất rõ là các nhà đầu tư cá nhân đang bán rất là mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm thép nhóm cổ phiếu chứng khoán ngược lại thì tổ chức nước ngoài thì lại là bên mua rất là mạnh ở nhóm bất động sản và họ mua nhóm cổ phiếu chứng khoán và nhóm ngân hàng cũng như là các nhóm thép thì nếu mà nhìn vào top nhà đầu tư cá nhân thì nhà đầu tư cá nhân hầu như đang mua những cái nhóm gọi là trong nhóm mid cap rất là nhiều tổ tổ chức trong nước thì là mua các nhóm trụ như là ở ngân hàng quân đội này, FPT này, Hòa Phát này, có thể thấy được cái gu khẩu vị của nhà đầu tư cá nhân trong nước và tổ chức là khá là khác nhau. Ngược lại thì nhà đầu tư cá nhân trong nước bán rất mạnh các cổ phiếu trụ và cái lực đỡ của họ chính là các tổ chức nước ngoài khi mà Hòa Phát vẫn là top những nằm trong top cổ phiếu được tổ chức nước ngoài mua nhiều nhất và chúng ta thấy được là cái dấu ấn của Hòa Phát ở trong các tuần vừa rồi trong suốt cả tháng vừa rồi đó là việc có thể nói là việc là quỹ ngoại lớn nhất trên thị trường đó là Dragon Capital thì sau cái nhịp giảm vào tháng 10 là họ hạ rất là mạnh hòa phát tỷ lệ hòa phát trong danh mục của họ tuy nhiên sang tháng 11 và 12 và có lẽ là hiện tại nữa thì họ đã đẩy mạnh kể lại cái việc mua lại hòa phát vào trong danh mục của họ và bên cạnh đó là các cổ phiếu ngân hàng như là VPBank cổ phiếu nữa cũng mới được bên Dragon Capital mua khá là nhiều đó chính là ngân hàng Sacombank mã STB nếu mà chúng ta nhìn vào thị trường phái sinh thì có thể thấy được là cũng không có quá nhiều cái thay đổi ở trong thị trường phái sinh trong tuần vừa rồi ngoài việc đó là tự doanh thì họ đang tiếp tục duy trì trạng thái short dòng và họ short nhẹ trong tuần vừa rồi khoảng hơn 2.000 hợp đồng đầy khối lượng hợp đồng short ở uh, hợp đồng tháng 1 và 4.500 ở phía nước ngoài thì họ cũng đang đóng bớt một số hợp đồng lo của họ tuy nhiên thì khối lượng hợp đồng lo của họ vẫn nắm giữ vẫn đang ở con số khá là ổn định khá là lớn nó là hơn 18.000 hợp đồng tóm tắt về tình hình giao dịch tuần qua của anh Khang khiến tôi cảm thấy là tràn đầy cái năng lượng tích cực vậy thì bên cạnh tình hình giao dịch chúng ta có những cái tin vĩ mô nào mà chúng ta cần phải chú ý không thưa anh tin vĩ mô mà tôi nghĩ chúng ta cần chú ý nhiều nhất đó chính là một tin cũng khá là tiêu cực đó chính là việc là chỉ số PMI tức là chỉ số nhà mua hàng của các nhà sản xuất thì là vào Việt Nam trong tháng 12 là đạt 46,4 điểm và đây là mức giảm so với tháng 11 khi tháng 11 ở mức khoảng 4, hơn 47 điểm và đây là lần thứ hai liên tiếp nó là giảm ở dưới mức trung bình là 50 điểm điều này cho thấy là các hoạt động sản xuất của Việt Nam thì đang khá là đình trệ và không được tích cực lắm vì thông thường là vào cuối năm thì là cái thời điểm mà cái quá trình sản xuất cũng như là thường là rất là tích cực và sôi động thì cái điều này thì có thể tôi nghĩ có thể được giải thích bằng việc đó là tình hình xuất khẩu thì giảm do cái bối cảnh đó là sự suy thoái đang xảy ra ở các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như là Mỹ, Châu Âu và chúng ta thể thấy được ở một số ngành nghề thì đã có sự sụt giảm về đơn hàng rất là lớn kể cả những cái ngành như là linh kiện điện tử hoặc là giấy dép may mặc thì cái điều này là hai điều mà tôi nghĩ là làm cho cái chỉ số của BMI là nó bị giảm rất nhiều trong hai tháng cuối năm và gần như là thứ gì mà thông tin đưa ra thì thị trường sau đầu tuần thì là rất là tốt thì để vào phiên thứ sáu thì cũng có một cái sự sụt giảm điểm nói là nó là vừa chốt lời vừa là có thông tin nó không mấy tích cực khi mà đến với thị trường thì vào ngày thứ sáu là ngày cuối cùng thì có một áp lực bán rất là lớn vâng thông tin anh khang vừa đưa ra thì thực ra là khá là tiêu cực tuy nhiên thì nó vẫn là số liệu của tháng 12 năm 2022 và tôi thấy rằng là đầu năm nay thì đã có những cái thông tin mang lại cho chúng ta cảm giác tích cực hơn chẳng hạn như là thông tin là ngân hàng nhà nước đã giảm cái cường độ hút tiền qua tín phiếu và theo thông tin tôi có ở đây thì là lượng tín phiếu đã được phát hành phát được phát hành mới thì nó đã giảm còn 15.000 cho đến 20.000 tỷ trong một phiên và với việc giảm cái cường độ hút tiền như vậy thì trong chỉ trong 3 ngày vừa rồi thì ngân hàng nhà nước đã bơm ra 24.100 tỷ đồng ra thị trường và tôi nghĩ là đây là một cái tin rất là tích cực đối với các nhà đầu tư bên cạnh đó thì có một việc tôi rất là muốn chia sẻ đấy là chẳng hạn như là cái việc thông tin mà tôi vừa đưa ra là tích cực hẳn thông tin mà anh Khang đưa ra thì mang chiều hướng tiêu cực tuy nhiên có một cái sự việc xảy ra ở thị trường chứng khoán Mỹ mà tôi không biết là tại sao một sự tích cực có thể mang tới sự tiêu cực đó là việc là trong ngày thứ năm vừa rồi thì thị trường chứng khoán Mỹ là Dow Jones đã giảm hơn 300 điểm. Nhưng mà sau một cái thông tin rất là tốt, đó là báo cáo việc làm và tỷ lệ thất nghiệp giảm. Vậy anh có thể lý giải như thế nào về sự kiện này ạ? Thực ra thì cái báo cáo việc làm và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong cái báo cáo gần nhất và ra vào thứ năm thì là chính xác chúng ta phải dùng cụm từ là nó là tốt hơn kỳ vọng của nhà đầu tư. Vì chúng ta đều biết thị trường chứng khoán là nơi phản ánh kỳ vọng của tức là cái sự dự đoán của các nhà đầu tư về các cái biến cố của hoặc là các sự kiện của vĩ mô cũng như của nền kinh tế thì với cái việc mà khi mà cái báo cáo việc làm ra tốt thì nó sẽ có hai tác động đó là nó cho thấy một điều đó là nhu cầu nền kinh tế của Mỹ thì khá vẫn khá là tích cực tuy nhiên cái điều tích cực này thì nó sẽ là gây áp lực cho lạm phát khi mà cái việc về cái tỷ lệ việc làm và số lượng việc làm mới được tạo ra tốt như vậy thì cái áp lực cho việc lương giảm Và chúng ta đều biết là cái chi phí lương đang là cái yếu tố cấu thành nhiều nhất lên cho tỷ lệ lạm phát của Mỹ khi mà cái chi phí này chi phí lương này rất là khó giảm và cái khi mà cái yếu tố lạm phát được đẩy lên thì nó sẽ gây sức ép cho việc Fed tiếp tục phải tăng lãi suất hoặc là giảm nên là cái, cái mọi người đang kỳ vọng là cái việc là Fed sẽ giảm lãi suất trong vòng nửa cuối của 2023 thì có thể là với cái dữ liệu này thì Fed hoặc là phải tăng lãi suất hơn hoặc là cái việc mà giảm lãi suất ở nửa cuối 2023 thì có thể thậm chí phải lùi lại sang 2024 thì với việc tăng lãi suất thì lại là một tin gọi là không tốt cho thị trường chứng khoán thì có thể nói là tổng tổng kết lại thì như tôi đã nói ở trên đó là việc cái thông tin tích cực đưa ra nhưng mà nó lại cũng có thể nó ẩn nó nó quá tốt so với cái kỳ vọng của nhà đầu tư và cái sự quá này thì lại mang lại yếu tố tiêu cực cho thị trường chứng khoán chính vì vậy nên là Dow Jones đã giảm điểm hơn 300 điểm trong phiên thứ năm vừa rồi để phản ánh cái việc này. Vâng thưa anh Khang, qua phần lý giải của anh thì tôi mới thấy rằng là có một những cái sự kiện mà chúng ta cần phải, thực sự là nhìn hai mặt bởi vì là nó có thể tốt người này nhưng mà nó sẽ không tốt với người khác phải không ạ? Thưa quý vị, đó cũng chính là lý do tại sao mà uh, chúng tôi có rất là nhiều những cái video phân tích của các chuyên gia như là anh Khang, anh Thành của Vietree để uh, gửi tới quý vị những cái lùi thông tin đa chiều và thiết thực nhất và để tăng cái tính thời sự này rồi cập nhật thông tin mới nhất cho quý vị thì bắt đầu từ năm 2023 chúng tôi sẽ có thêm một bản tin chứng khoán đó là điểm tin hàng ngày và lúc 5 giờ 30 phút chiều Hy vọng là quý vị hãy nhớ cái lịch mới này để theo dõi tất cả những cái thông tin chứng khoán đáng chú ý nhất trong ngày hôm đó trong và ngoài nước Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo quý vị hãy like và subscribe kênh YouTube của Paris để cập nhật thêm nhiều thông tin thiết thực và thú vị về thị trường chứng khoán nhé